Yeah. À các bạn trật tự. Ta cha ăn xin. Tần đăng, tần đăng. Bây giờ phụ nữ thích làm đẹp không ạ? Nữ nữ khái sĩ yêu biểu mỹ. Biasanya kaum wanita lebih ingin tampil cantik, benar nggak? Tôi xin hỏi lại một lần nữa. Các bạn nữ có thích trẻ và đẹp không ạ? Nữ khái sĩ yêu biểu biểu lượng. Yang terhadap khusus untuk ibu-ibu, Anda pengen tampil cantik? Tôi xin hỏi các bạn nam giới có muốn vợ mình đẹp và trẻ và người yêu mình đẹp và trẻ không ạ? Nam sinh yêu biểu tự chỉ tên nữ nhân biểu biến biểu lượng. Yang bagi bapak-bapak ingin tidak istrinya, pendampingnya tampil cantik? Suaranya kok kecil. Nhìn, tôi chỉ bị chia sẻ cho các bạn cách chế mặt lạ. Mặt lạ. Chú ý khán, tôi sẽ giúp các bạn. Sáng da và dưỡng da, xóa nếp nhăn, tàn nhang, nám. Làm bằng từ gel và tảo sáng sinh sư. Kita gimana ntar melalui demo melihat gimana itu bisa berhasil pemutihan atau mengurangi kerutan. Dengan tiansi假科技 dan lotion澡. Ini kita manfaatkan sitosan dan spirulina. Anda mau jadi two diamond good lion semuanya belajar lu ya. Đây là quả gì các bạn? Chết sẽ sống à? Ini apa ini? Đây là quả gì ạ? Oh ya. Masih sadar ya. Một loại mặt lạ bạn có thể ăn được mà có thể dưỡng da trẻ đẹp được, một là mặt lạ tuyệt vời. Cái cái 面膜 chỉ có thể chứ yêu có thể bảo dưỡng. Jadi masker ini Anda boleh makan dan juga boleh merawat pakai masker ini. Mặt lạ ngoài thẩm mỹ bạn ăn được không? 外面卖的我们敢吃吗? Kalau masker di luar Anda berani enggak makan? Có dám ăn không? 敢吃吗? Pasti tidak berani ya. Vâng. Bởi vì sao mặt lạ tôi nói đây được làm từ đâu? Tôi dùng một lòng trắng trứng gà. Vừa dùng lòng trắng của quả trứng gà. Chi tan tơ tan chiên. Kita pakai putih telurnya. Tôi đổ vào đây ạ. Các bạn biết không? Quả trứng gà này là quả trứng gà thuần thiên nhiên. Ini adalah alamiah. Kita pakai telur. Ini adalah ayam kam, telur ayam kampung. Quả trứng gà này tôi mang từ Việt Nam sang. 我从越南带过来的. Ini diimport dari Vietnam. Serius loh. Bởi vì tôi muốn là cái mặt lạ ngày nay tôi làm phải tuyệt vời nhất. Karena saya ingin menampilkan masker yang terbaik untuk Anda semua. Một cấp dưới biếu 10 quả trứng gà chạy bộ. 有一个下线, 特意送给我十个这个好很好的鸡蛋. Saya ada satu downline spesial memberi saya 10 butir telur yang terbaik. Đây là quả trứng gà, cũng là trứng gà nhưng mà trứng gà công nghiệp. 这是工业鸡的鸡蛋. Ini adalah telur biasa. Này. Nên cái thành phần dinh dưỡng hai loại trứng gà này hoàn toàn khác nhau. 营养的成分有点区别. Pasti kandungan nutrisinya juga beda. Nếu bạn muốn làm dưỡng mặt thì bạn trứng gà thiên nhiên. 所以最好选择好一点的鸡蛋. Jadi waktu kita buat masker sebaiknya kita pilih telur yang berkualitas baik. Sau đó. Ini spirulina. Tôi lấy một viên giáp sát. À quên, xin lỗi, một viên tảo. Pakai satu kapsul, satu butir. Tảo xoắn xuất từ đâu? Tảo xoắn là mệnh mộc. Lô xuyên tảo sư sử mù, sủ mù, chứ mù, xinh là mù, chín mù. Thú. Thôi, thôi. Mà tảo dia sinh sống ở dưới biển. Kayu. Bapak ibu bersifat kayu. Dia Điền làm mệnh thủy. Tumbuh di dalam laut. Khải yêu sư sủy, sủy miệng. Theo ngũ hành tương sinh. Cân trì ủ xính. Thủy sinh mộc. Sủy sinh mụ.
Jadi ini kalau kita bicara teorinya lima unsur ya, lima unsur di dunia ini, di alam semesta, ini sebenarnya sifatnya kayu, tapi ini tumbuh di dalam laut. Itu laut itu terbuat dari air kan, jadi dia juga mempunyai sifat air. Vâng vậy là tạo được rất nhiều dinh dưỡng thuần thiên nhiên ở đây. Lối xuyên tạo khá nhiều hẳn tua ứng dưỡng thành phần. Lượng protein rất lớn, chiếm tới 60%. Tan bài trừ trang 60%. Protein nhá. Rồi giàu các dòng vitamin A, B, C, D, E, K. Hẳn tua vệ sinh sủ. Dan juga mempunyai banyak sekali vitamin. Trong tảo sấy còn có tố chất lam tảo. Lối xuyên tạo lý miệng khái yếu cơ lán tảo. Di dalam kondisi di kandungan là, spirulina banyak là sekali sản phẩm lý tưởng nhất, thức ăn lý tưởng nhất cho thế kỷ 21. Ini adalah sesuatu nutrisi di abad 21 yang paling sempurna. Đồng thời là một sản phẩm làm đẹp. 同时也是非常好的美容东西. Ini juga produk yang sangat bagus untuk kecantikan. Và tôi lấy một viên. Tôi cho vào lòng trắng trứng. Saya buka satu kapsul. Tôi dùng thìa. Tôi đánh tan đều lên trong lòng trắng. Larut dalam putih telur. Các bạn nữ có thể làm cứ cách một ngày chúng ta đắp mặt lạ một lần. Ta cha có thể làm, cứ một ngày lại cú một lần. Anda kalau mau buat masker begini boleh seling satu hari. Chỉ cần sau 3 lần đắp da mặt của bạn được cải thiện. Dùng 3次之后就看到 皮肤的改善. Setelah Anda masker 3 kali sudah bisa kelihatan hasilnya. Làm mờ vết nhăn. Mờ vết nám, mờ tàn nhang, chiêng châu ấn, bisa mengurangin kerutan. Tôi gọi là dinh dưỡng cho da, dinh dưỡng. Dan juga flek-flek kita di kulit wajah. Hiện nay ở Việt Nam, hiện tại tại Việt Nam, tôi mở một số trung tâm chăm sóc sắc đẹp bằng tảo xoáy thiên sư. 我开了一些那个专门做美丽沙龙，就专门 beliau ada buka salon di Vietnam spesial dalam hal merawat kulit wajah. Đặc biệt là tôi chăm sóc trẻ em phụ nữ miễn phí không thu tiền. 特别是我是 免费的邀请女孩子过来做。Saya sering adakan gratis untuk mengundang masyarakat terutama kaum wanita. Nên lượng chị em phụ nữ mà hiện nay hẹn gặp tôi rất nhiều. Vì mỗi thiên tôi có rất nhiều người muốn yêu yêu. Làm không bao giờ hết việc. Saya bisa berhasil memprospek banyak orang. Mang ya mang buwan. Dan sangat sibuk dalam prospek ya. Và từ đó họ trở thành những khách hàng tiêu dùng sản phẩm thiên. Chứ chúng miễn phí qua lại sáng yếu cái mềm mỡ. Thì nó sẽ biến thành tiêu sáng. Setelah dikasih gratis untuk mengadakan masker, biasanya mereka berhasil jadi distributor tiens. Tan trong lòng trắng trứng thì bạn chế gheo vào. Tăng gheo làm từ thắp sát. Tại sao cho gheo vào đây? Để khi bạn đắp lên mặt, bôi mặt, thì cái chất thắp sát này nó sẽ hút tất cả các độc tố nằm ở sâu trong lỗ chân lông này ra. Sẽ bả căng trái tất cả cơ chữ tờ phang dinh chữ. Setelah spirulina larut dalam putih telur, kita tadi cairan dari citosan kita campur ke dalam. Làm căng da, nên da bạn sáng được vì nó nhờ nó. Đây, các bạn thấy chưa? Rất đẹp rồi. Đấy, tôi làm. Bắt đầu đăng. Đấy. Jadi kulit wajah kita bisa jadi halus. Bạn có một sản phẩm hỗn hợp rồi, bạn có thể dùng canxi hòa tan. Rồi sau đó có thể sử dụng cao cao su. Jadi kita boleh campurin kalsium juga ke dalam.
Anda ini senang atau gimana? Senang toh? Ya. Aplaus dong, jangan berteriak, aplaus. Bạn muốn là gì ạ? Da cải thiện nhanh, đẹp tốc độ thì bạn nên dùng canxi. Khoai su cải sản thí phụ. Phải chơi một tí. Kalau Anda ingin mendapatkan hasil yang sangat dahsyat, còn nếu mà bảo là dalam jangka waktu pendek, express, itu harus ditambah kalsium. Nếu mà có thể từ từ lại thì khoa. Mà vào từ từ chưa cần đẹp thôi. Anda mau akumulasi dalam jangka từ từ. Tidak terbatas ya. Thì bạn có thể dùng yến mạch hoặc là bột. Có thể dùng bột gì, bột mì hay bột mì. Yến mạch, bột mì. Oh, kalau tidak Anda bisa gantikan kalsium dengan apa avermut atau tepung terigu. Vâng. Như hôm nay. Jadi lebih baik Anda promokan dengan kalsium kalau perlu omset ya. Iya. Vâng, như hôm nay tôi dùng đẹp tốc độ để mà đẹp hơn. 快速的让你们美白. Jadi saya di sini ingin menampilkan yang cara ekspres gimana membuat Anda cantik. Trong một tối đẹp ngay. 一天晚上，就一个晚上也能变漂亮了. Jadi Anda bisa dalam satu malam sekejap jadi dari kurang cantik jadi cantik. Vâng, một gói canxi này bạn không đủ hết. 不要用整个整包. Gak usah pakai satu saset, Bapak Ibu, pakai dikit aja. Tapi kalau mau omset, bạn chia làm 5 lần bằng 5 quả trứng nên kinh phí rẻ vô cùng. 所以其实费用也便宜的. Jadi kalau hitung-hitung biayanya tidak terlalu mahal. Vâng ạ, đây ạ. Tôi đổ vào đây. À, đợi chậm thôi. Đấy, thế. Để cho ông. Kalian gimana yang punya handphone CEO aja dari tadi shoot okay. Terus Anda cuma mendengar saja. Tôi ngẩng lên. Terutama leader-leader kita yang tutup mulut. Siapa? Bây giờ tôi đã có một dung dịch, một mật lạ. Dinh dưỡng được chiết xuất từ canxi hóa tan, táo, giáp sát và lòng trắng trứng gà. Dalamnya ada apa? Citosan, spirulina, putih telur dan kalsium. À, tôi gọi là dinh dưỡng cung cấp dinh dưỡng cho da. Ini juga memberi nutrisi kepada kulit wajah kita. Chị bê ghế này. Này, từ qua lại. Tức là mặt. Có sẵn sàng làm không ạ? Có thể làm mà. Chị có thể lùi tóc ra một tí. Vâng ạ, tôi sẽ. Không được. Cứ để nguyên si thế. Là sang lại ít tiền sự khởi. Không, cứ để nguyên si. Chị ngồi thẳng lên. Chị ngồi giữa. Cho bạn lurus sedikit. Ibu tegak sedikit. Vâng. Duduknya tegak. Iya. Iya. Cái đồ nghề chị lấy. Cái gì ạ? Cái túi.
túi đi chị lấy. À vâng, tôi muốn vệ sinh cho da mặt chị một tí ạ. Tôi muốn cho da mặt của cô sạch hơn. Jadi kita bersihkan dulu ya wajahnya. À, tôi làm một nửa mặt thôi ạ, một nửa tôi không làm. Tôi chỉ làm một nửa mặt thôi ạ, một nửa tôi không làm. Separuh aja ya wajahnya. Sebelah. Sebelah. Ntar sebelahnya habis meeting boleh. Habis acara oleh sendiri. Bukti, buktinya apa? Da của chị này rất là nóng. Tha phí phù khẩn. Chị này cơ thể nhiệt. Kulit wajahnya anget, panas. Khi tôi dùng dưỡng chất này, dưỡng dinh dưỡng nào thì sau khi nạp mặt này sáng hơn và da mát hơn, mát như là mình có điều hòa. Dùng mặt lạnh cái sản phẩm sau này, một bên rất là nóng, sekarang ini sedikit panas ya, tapi setelah kita masker itu tidak hanya kenyal tapi juga tidak begitu panas lagi kulit wajahnya. Nửa mắt bên phải của chị ấy, nửa bên trái tôi không làm. Các bạn chú ý cho tôi ạ. Và trong khi tôi đắp mặt nạ, sau khi chờ chị ấy được đủ tuổi, độ ngấm của dinh dưỡng vào thì tôi giảm sản phẩm khác. Và khi xong sản phẩm tôi quay lại, tôi lại gì lột da được không ạ? Và sản phẩm này bởi vì thời gian rất hạn chế, tôi không thể đủ thời gian đánh nhuyễn được, các bạn hãy thông cảm. Vì thời gian hữu hạn, tôi không có thời gian để có thể giúp bạn thay đổi thời gian. Về nhà thì các bạn có thời gian đánh nhuyễn hơn, đánh nó tan ra. Tại gia có thể làm được. Bởi vì tôi rất nhiều sản phẩm. Jadi Anda bisa lakukan ini di dalam rumah ya. Vâng. À, cái này có thể bạn ấy có ăn rất là ngon. Thảo chứ. Sebenarnya sedap enak. Và da chị này xấu, tôi muốn tăng thêm canxi một tí cho ngon. Tôi có thể tăng gia cao cao su, cho da phì phu có thể biến được càng khoai. Kita tambah lagi supaya hasilnya lebih nhata, lebih ekspres. Calon good lion. Kalau saya bukan good lion, nanggung direktur sekalian. Ini four diamond good lion. Bang. Để làm cho dễ tôi dùng chổi quét. Quét, quét. Vâng, vâng. Có dễ không ạ?
让我嘴巴喝什么东西？他来个更大的刷吧。就大的刷没有，没有了。Enggak. Lấy cái này ta hơi. Hay vẫn thế. Cũng vẫn thế. Không này nữa. Cái này nó không giống một lạ ở ngoài vì nó rất là dinh dưỡng tinh chế. Nên vì thế nó chỉ bám vào da mình, chúng ta quét nhiều lần. Lần 1, chúng ta như quét sơ lần 1 ấy. Thế xong rồi nó khô cái lại quét lần 2. Cái này cùng ngoài miền của mặt mũi không giống. Chúng ta phải giống như xoa xịt một lần, rồi lại 2 lần, 3 lần. Jadi kita pakai masker ini harus berulang ya kuasnya itu. Sekali, dua kali, tiga kali. Các bạn nên dùng đúng giấm 9 độ. Nếu không đủ 9 độ thì độ tan của nó khó. 最好是找那个九度酸的醋，这个是稀释的会更好。 Jadi kalau kita lebih bagus cari yang 9% asam cukanya. Xong từ chỉ dẫn sơn si là xong, chỉ dẫn si là xong. Bapak Ibu, ini masih ada satu produk kalsium. Gimana kita melanjutin? Oke. Iya. Supaya pastikan jadi Two Diamond Good Lion juga Pak ya. Besok langsung ya, di praktek supaya rame di Facebook ya. Setuju ya? Omset lo, bintang 4, bintang 5 promonya. Tawar ini prospek orang, belum lagi dapat cashback. Benar gak? Chị tạm đó, mà đó. À, lần một thì chị cứ ngồi chờ tôi đã. Để tiếp tục tôi trình diễn sản phẩm tiếp. Chị là vừa, vâng. Yeah, kita biarin dulu, ntar rodok kering, kita oles lagi, kuas lagi. Và đến bây giờ, tôi trình diễn một loại sản phẩm các bạn rất quan tâm, đó là canxi. Chúng ta sẵn sàng chưa? 做一个大家可能最喜欢看的就是高钙素. Saya sekarang ini sambil menunggu kering, saya demokan produk kalsium. À, các bạn, thưa ạ, vâng, cái này đây chưa xong ạ. À, tôi mời các bạn nhìn lên sân khấu ạ. Nó rất khó, chịu khó tí. Chịu khó một tí nữa đẹp. À bây giờ các bạn nhìn cốc nước nào ạ? À? Các bạn thấy tuyệt vời không ạ? Không, rất tuyệt vời nhá. Ghi bản án luar biasa. Độc tố đã được loại bỏ. Phần dưới là nước tinh khiết, bên trên là độc tố. Bởi vì tôi đổ vào cốc nước này tới 42ml độc tố. Không phải là ít. Nên chất độc đã đẩy lên trên, ở dưới là tinh khiết. Sekalipun tadi larutan itu adalah
air racun, tapi setelah kita tabur citosan, sehingga endapan air itu sangat bersih. Cân sự cân bằng trong cơ thể đấy. Ở cơ thể con người cũng ví như là về ngũ hành vũ trụ, y học đúng không ạ? Y học Trung Hoa, cơ thể con người ví như ngũ trụ là mộc hỏa thổ kim thủy, xuân hạ trung thu đông, tâm can tỵ phế thận. Jadi tubuh kita ini ibaratkan seperti alam semesta, semesta harus stabil, seimbang. Seperti empat musim. Mùa xuân là bệnh của gan. Mùa hạ là bệnh của tim. Hati. Trường hạ đầu thu là bệnh của tỳ. Sang mùa thu là bệnh của phổi. Mùa đông là bệnh của thận. Vâng. Vì thế sản phẩm chúng tôi có dòng điều là điều tiết cân bằng âm dương gồm sản phẩm. Vì thiên sư là sản phẩm là điều tiết. Vâng, bên Tảo, vâng ạ. Và đến bây giờ là tôi vừa trình diễn các bạn ở bên Tảo và bên này vậy. Và đến bây giờ là tôi mới các bạn tổng bổ. Vâng. Là canxi ạ, đây tôi trình diễn sản phẩm này ạ. Đây ạ, đây là sản phẩm tôi trình diễn ạ. Vâng, tôi làm một cốc nước ạ. Tôi pha ở nhiệt độ 60 độ C. 60 độ. Ini 60 Celsius. Tôi đổ vào 3 cốc nước ạ. Phang trên 3 杯水. Kita tuang dalam 3 gelas. Tôi trình diễn bao loại canxi ạ. Các bạn bằng nhau chưa ạ? Loại canxi thứ nhất là tôi muốn loại canxi của Mỹ. Tôi xin được à. Đây là loại canxi cũng rất nổi tiếng. Có mặt trên 80 quốc gia vùng lãnh thổ. Có rất nhiều người được ưu chuộng ạ. Của Mỹ. Đây là loại canxi của Pháp. Mỹ và Pháp có nổi tiếng không các bạn? Mỹ và Pháp có nổi tiếng không các bạn? Vâng. Ini adalah kalsium dari Prancis. Đây là loại canxi của Thiên Sư. Thứ ba, Thiên Sư đã gọi. Ketiga adalah kalsium Thiên Sư. Và canxi của Mỹ là viên nén. Mỹ của đó là gia phiên. Kalau yang dari Amerika itu merupakan tablet. Là viên nén. Gia phiên. Viên nén này có hòa tan được không các bạn? Cái gia phiên không được. Nên vì thế là gì ạ? Ini hiện nay các bạn ở Indo đã nghiền rồi ạ. Nghiền rồi đúng không ạ? Nghiền rồi vâng. Công sư đội phải nghiền nó ra. Jadi kita sudah tubuh jadi bubuk. Canxi của Pháp là viên sủi. Pháp của jadi kalau kalsium dari Prancis itu merupakan apa itu? Canxi của Thiên Sư là dạng bột hòa tan. Thiên Sư là và bây giờ chúng ta cùng diễn. Đầu tiên tôi lấy canxi của ini tadi yang dari Amerika. Để kiểm định để chọn lựa chọn canxi tốt nhất cho các bạn thì các bạn phải lựa chọn. Ini adalah bubuk kalsium dari Amerika. Loại canxi phải đáp ứng được hai yếu tố. Một là độ hòa tan, hai độ hấp thu. Bây giờ mời các bạn kiểm tra độ hòa tan ạ. Đây là canxi của Mỹ. Xin kan ta de rung jie du. Ini kita tes daya larutnya. Tôi dùng thìa tôi ngoáy lên, các bạn nhìn có tan không ạ? Các bạn nhìn có tan không ạ? Nâng rung jie ma? Bám vào thìa có tan không? Larut tidak, Bapak Ibu. Có tan không ạ? Đây, các bạn kiểm tra. Hai, là tôi dùng canxi.
Seperti begitu, CDR begitu ya, seperti gitu. Ini adalah larut dalam air. Ini adalah kalsium tensi. Bây giờ các bạn nhìn xem ạ, canxi nào tan nhanh nhất? Ná chủng si sư tươi khoai. Là sủi, đúng không ạ? Yang di sini yang mana larutnya paling bagus, sempurna. Đúng không ạ? Vâng. Canxi thiên sư tan hết chưa? Vâng, tuyệt vời. Còn canxi của Mỹ đã tan chưa các bạn? Ini America. Tại sao chúng ta phải nó cần độ đỏ tan? Các bạn muốn tìm hiểu vấn đề này không ạ? Kenapa kita harus tes daya larut? Khi chúng ta ăn bất cứ một loại thực phẩm gì vào trong dạ dày, dạ dày phải tiết ra axit dịch vị, axit tiêu hóa để tiêu hóa nhào trộn cái thực phẩm đó. Kita apapun yang kita makan atau minum itu dari lambung memproduksi asam lambung untuk menyerap. Và tan trong cứ nằm ở trong dạ dày chúng ta. 如果那个高钙素它没有溶解或者慢溶解，还存在我们的胃里。 Kalau kalsium itu susah larutnya, itu bisa endap di lambung kita. 6 càng lâu thì axit dạ dày axit dịch vị càng phải tiết nhiều axit. 放在胃里更久的话，胃要出那个酸更多。 Jadi kalau dia endap di lambung lama, asam lambung tuh lebih banyak yang harus diproduksi. Nó dẫn đến dạ dày thừa axit. 所以胃就多余酸了. Jadi lambung kita bisa dalam kondisi asam lambung bisa tinggi. Và dẫn đến cái ung thư dạ dày. Itu bisa mengakibatkan lambung kita tidak nhaman. Canxi tốt nhất thì các bạn phải xác định lựa chọn là canxi có độ hòa tan cao. Jadi salah satu prinsip untuk memilih kalsium yaitu memilihlah kalsium yang daya larutnya bagus. Kiểm tra thứ hai đó là độ hấp thụ. Đây là độ pH. Đây là tế quỳ. Kedua kita tes pH-nya. Số 1, càng gần về 1 là tính axit. 14 đến 14 là tính kiềm. Và cách lựa chọn tốt nhất của các bạn là lựa chọn canxi trung tính. Canxi trung tính là đồng hóa với độ pH trong cơ thể là tốt nhất. Thế muốn lựa chọn là canxi tốt thì các bạn chỉ cần gì ạ? Thử. Làm sao gì nếu mà nhỏ hơn 7 là tính axit và lớn hơn 7 là tính kiềm thì các bạn lựa chọn canxi trung tính. Bây giờ chúng ta kiểm thử kiểm tra xem là canxi của Mỹ là tính gì. Calcium dari Amerika. Canxi của Pháp là tính gì? Phải của đó là gì? Itu dari Prancis. Canxi của Thiên Sư là tính gì? Thiên Sư là. Bây giờ chúng ta cùng kiểm tra. Sekarang kita coba perbandingkan. Đây ạ. Canxi của Mỹ. Các bạn thấy giống màu gì đây ạ? Nhìn đây ạ. Có phải giống màu 9 không? 是不是9号? Có giống màu 9 không các bạn? Kita lihat pertama itu adalah angka berapa? 9. Itu Amerika, kalsium dari Amerika angka 9. 9 lớn hơn 7, nhỏ hơn 7 hay bằng 7? Itu menunjukkan 9是不是 cao hơn 7? Sifatnya asam karena dia lebih daripada angka 7. Qua bản giao quân này có thể kết luận là canxi viên nén của Mỹ thuộc tính gì? Vậy Mỹ của là thuộc tính 碱性的.
canxi của Pháp. Trẻ sinh. Giống màu mấy ạ? Pháp có giống 5 không ạ? Xiang ủ. Kalau Prancis itu angkanya 5. Đây, canxi của Pháp có giống 16 không ạ? Pháp có giống 16 đây. 6 hoặc 5. Là mang tính gì các bạn? Mang tính acid. Xoan sinh đó. Kalau Prancis itu sifatnya asam ya. Và canxi của thiên sư có phải là màu 7 không ạ? Kalau thiên sư netral. Vâng ạ. Đây là lý tưởng nhất. Ini adalah nên sử dụng canxi này rất tuyệt vời. Dan bahasa yang paling stabil. Thế là các bạn thích uống canxi mang tính acid không? Ada pilih kalsium yang mana, asamnya tinggi atau yang netral? Là các bạn uống canxi mang tính kiềm không? Nhưng mà apakah Anda juga berani atau suka minum kalsium yang terlalu basah? Thế bạn uống canxi gì? Canxi thiên sư. Thiên sư cao cái gì? Pilihlah kalsium thiên sư. Vâng ạ. Vừa qua tôi hướng dẫn các bạn đây là được đặc tính chất là canxi thiên sư đáp ứng hai yếu tố. Một là độ hòa tan cao. Hai đó là canxi trung tính. Và độ trung tính bằng 7 nó rất đồng thuận với độ pH của chúng ta nên rất tuyệt vời. Đây là sản phẩm tôi uống 15 năm nay ạ. Vâng. Đây là tôi đã 15 năm sử dụng rồi. Vâng. Và đến bây giờ tôi quay về vấn đề về cái mặt này một tí ạ. Xong là chúng ta có thể là đây. Jadi kita oles kembali Bapak Ibu. Kuas kembali ya. Tolong Anda jangan tinggalin ruangan dulu. Kita menghormatin trainer kita. Bertahan sebentar lagi Bapak Ibu ya. Sabar. Vâng ạ. Tôi chờ chút thôi. Xong tôi xong canxi này thì cũng là kết thúc. Vâng. Zai sao wei deng yi xia. Bỏ qua này nhá. Vâng, tôi đi trình bày sơ đồ chuyển hóa canxi. Xong thời gian có hạn tôi không nói nữa. Bây giờ tôi có thể tổng kết ạ. Vì là cao cai su để dành các bạn để sau ạ. Chứ mấy ổ thử si tại phân si là. Bởi vì chúng karena waktu kita terbatas saya tidak bahas lebih lanjut lagi mengenai kalsium. Tôi xin tổng kết là cơ thể con người là một trình thể hữu cơ. Vì nhân đà thể nội là một hữu chi đà một cái tổng thể. Nếu không ăn khớp cân bằng âm dương sẽ nhường những cái chức phụ tạng. Tubuh kita adalah sesuatu yang satu sama yang lain berhubungan. Jika yin yang bu ping heng de hua, hui wo men de na ge ti nei de na ge nei zhang de dong xi hui yin xiang. Jadi kalau nutrisi kita tidak seimbang itu bisa mempengaruhi. Nếu một cơ quan ảnh hưởng dẫn theo nhiều cơ quan ảnh hưởng theo, từ đó mất cân bằng trong cơ thể. 一个器官 有问题，那会影响到其他的器官。Kalau salah satu organ terjadi masalah, pasti mengakibatkan organ lain juga terpengaruh. 我们的身体会失衡。Jadi kita keseimbangannya itu bisa kacau. Do vậy sớm loại bỏ những chất độc tố gây chứ có thể đó là ý nghĩa của chữ thanh. 所以呢。我们的清的清的概念就是要尽早清除这些毒素。Jadi makna dari detox itu adalah secepatnya kita membuang racun dari tubuh kita. Điều tiết âm dương để lưu thông khí huyết đó là ý nghĩa của chữ điều. Điều 就是阴阳调整。Kalau seimbang yaitu kita mengimbangi nutrisi kita. Bổ sung dinh dưỡng kịp thời đầy đủ đó là ý nghĩa của chữ bổ. 然后补补就是及时的补充营养成分。Kalau menguat yaitu menguatkan antara yin dan yang dan nutrisi. Thanh điều bổ chính là chính khí có tồn tại thì tá khí mới không xâm phạm. Qing tiao bổ 就是正气能存在，那邪气就没办法进来。Empat kaidah kita maknanya yaitu membuang sesuatu yang negatif mengisi sesuatu yang positif. Tam là để chữa phòng, phòng bệnh trước khi phát sinh bệnh. Mà chữa bệnh khi chưa thành bệnh mà có bệnh phòng bệnh biến đây tính là đỉnh cao văn hóa tương sinh Trung Hoa đồng thời cũng là sự huyền bí trong sản phẩm của thiên sư. Vậy,我们做好轻调补会做可以做好这个预防，预防是在病前，我们马上预防，然后就马上治疗了，所以就不，这是
天师的五千年文化的精髓。 Jadi Bapak Ibu kesimpulan dari produk TNC yaitu kita senantiasa harus mengerti empat kaidah yaitu apa? Detox, penyeimbang, menguat dan akhirnya mencegah. Kalau kita bisa jalankan ini dengan baik, kita pasti mendapatkan satu tubuh atau kondisi kesehatan yang prima. Bang, kapan cara tuh mood? Saya tunggu, isya. Bekas luka. Moco. Hasok cek ke memok, kei. Kei tan. Lâu, làm mờ được vết những vết vết thương mà nó đã lên sẹo. Lên sẹo được thì cho thêm và à thêm kẽm vào. 可以，然后增加心补精，增加心补精，对，就我们可以再增加心补精就。Jadi tadi ada satu teman tanya, bagaimana apakah masker ini bisa menawarkan bekas luka? Menurut trainer boleh. Kalau kita mau menawarkan atau menipiskan bekas luka, kita di masker itu tambah jing, Bapak Ibu. Omset makin besar ya. Giờ các bạn hãy chụp ảnh cho tôi, nửa bên phải có trắng hơn không? Coba Anda boleh foto untuk perbandingan sebelah kiri dan sebelah kanan. Nửa phải và các bạn có thể lấy má mu bàn tay sờ vào mát ơi là mát một bên nóng một bên mát các bạn có thể là chị xuống đó sẽ kiểm tra kita juga boleh sentuh kulitnya lihat lembabnya gimana cảm ơn chị vâng ạ thank you very much jadi boleh ibu turun untuk ini bây giờ bạn supaya lihat chị nói mọi người nói chị nói toàn jadi lihat ya flagnya itu lebih put lebih bang chị xuống cho người ta cảm ơn chị xin chào terima kasih kita beri aplaus kepada ibu tersebut kan saya dùng lại nung thổ tại này cơ họ khi bu khi dùng lại tiêu phạ tiêu thổ phạ thật có gì mà dùng lại nó cơ có gì phóng sự tiêu phạ À vâng. Vừa rồi cái gel mà để vớt tóc ấy ạ. À đây. Để chống rụng tóc được không ạ? Chống rụng tóc. Chống rụng tóc được, bôi được ạ. Bôi. Ta đi. Nấm trên đầu bôi được. Nấm. Bao bao khu trên bên yang yang de yu yu thấu phi yu thấu phi yu cái tóc và chống rụng tóc. Ok, bà bà ibu, tenang. Tadi untuk yang gel rambut ini, menurut trainer kita, bisa untuk juga mengatasi rambut rontok maupun ketombe. Kecuali kulit kepala yang gatal. Apa enggak? Không được. Tóc bạc thì dùng máy bình hằng. Tóc bạc thì dùng máy bình hằng. Hạn chế được nếu bôi nó thì hạn chế tóc bạc. Hạn chế tóc bạc. Có thể dùng cái này cũng có thể không hạn chế độ lão hóa và tóc. Jadi tadi gel rambut juga bisa membantu pertumbuhan rambut putih bisa menunda karena dia apa? Dasarnya antioksidan. Vâng ạ, kính thưa các bạn. Tôi rất muốn là trình diễn rất nhiều sản phẩm nữa. Và muốn là kéo dài thời gian thêm một chút nữa nhưng mà vì thời gian có lượng mà tôi cũng muốn ảnh hưởng đến sức khỏe của các bạn. Nên buổi đào tạo sản phẩm và cũng như chia sẻ sản phẩm bí quyết tôi sau 15 năm thực tập phẩm sư đến đây là tạm kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn lần sau. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn Ngài Lý Lâm. Xin cảm ơn hai nhân dịch. Và xin cảm ơn các bạn rất nhiều.
非常感谢大家，也欢迎大家来到越南，谢谢。Sebenarnya saya ingin sharing lebih banyak lagi produk-produk khasiat produk TNC kepada Anda, tapi karena waktu terbatas, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya menanti kedatangan Anda di Vietnam. Thank you, bye bye. Chúc các bạn có gì thì có, không được có bệnh mà thiếu thì thiếu, không được thiếu tiền. Chúc đại gia什么都有，但是别有病。什么都缺，但不可缺钱。Saya mendoain anda, semuanya ada, memiliki semuanya hanya satu jangan milikin yaitu penyakit. Saya mengharapkan anda, saya mengharapkan anda juga satu hal.Yang sangat-sangat penting yaitu jangan kekurang apa saja boleh dikurangin tapi jangan kurang uang kekayaan. Ini doa saya kepada Anda semua. Jadi Bapak Ibu sekali lagi kita memberi aplaus yang sangat meriah untuk trainer kita. Karena trainer kita spesial Bapak Ibu, rombongan dari top leader Vietnam sudah pulang hari ini. Beliau justru untuk memberi training malam ini kepada kita sehingga beliau tunda satu malam untuk pulang ke Vietnam. Jadi setelah malam ini beliau besok pagi-pagi harus berangkat pulang. Sekali lagi kita terima kasih kepada Two Diamond Good Lion kita. Ya. Dan tidak lupa kita memberi aplaus kepada wakil GM Vietnam yaitu Miss Mo. Ya. Dan terakhir jangan lupa semua ini diadakan atas prakarsa seorang yang senantiasa mensupport kita dari belakang yaitu CEO Asia Pasifik yaitu Miss Lilim. Oke. Dan sebagai penutup, saya ingetin Anda sekali lagi, hari ini tanggal berapa Bapak Ibu? Berapa hari lagi tutup buku? Masih lama, waktu tidak terasa. Anda harus ingat bulan ini apa saja momentum kita? Promo apa Bapak Ibu? 4, 5 dan? Cashback dan juga satu lagi Success Trip Bali. Yang tidak lama lagi tantangan bagi kita yaitu acara BBS di Bandung yang akan diadakan 17 Januari dari distributor Jakarta. Satu kewajiban kita yaitu serbu Bandung. Setuju? Sepakat Bapak Ibu? Tunjukkan memang kita number one, kitalah yang paling hebat. Oke, okay? Selamat malam, terima kasih. 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 Terima kasih